Rồi, cảm ơn Nam Em nha, dễ thương quá à. Ê, tôi cảm ơn rồi nha, mai đừng lên khu nhà má. Ngân 98 và Nam Em quay xe khét lẹt dù trước đây từng biết ơn nhau. Ê mọi người ơi, không biết hồi nãy á, bạn Nam Em bà có thấy Ngân cảm ơn bà vì cái món quà của bà không mọi người? Trên sóng livestream, Ngân 98 từng gửi lời cảm ơn chân thành khi được đàn chị tặng quà. Thế nhưng ồn ào giữa cặp chị em này xảy ra khi Ngân 98 cho rằng người bên phía Nam Em đã rủ dê bóc phốt ai đó nhưng nữ DJ không muốn vây vào. Là chị lấy em ra để mà làm trò câu like câu view. Vậy thành tựu của em là gì mà chị phải lấy em ra câu like câu view gì đó? Chị thấy thành tựu của em là mặc những cái bộ đồ hớ hên, những cái bộ đồ hở hang. Gần đây, Nam Em gọi thẳng tên Ngân 98 và hỏi rằng thành tựu của em là gì mà chị phải lấy em ra câu like câu view. Thành tựu của em chỉ là mặc những bộ đồ hớ hên. Khi đó Ngân 98 chỉ nói rằng mọi người có sợ chó không? Sợ chó cắn không? Sợ dại không? Ủa ý của Ngân 98 là gì vậy ta? Các bạn hãy để lại bình luận cho kênh Việt Tin Nóng được biết nhé! Mọi người có sợ chó không? Có sợ chó cắn không? Mọi người có sợ dại không?